Tú, Tuấn ơi, lên cái lót chuột của mày một đi. Lên cái lót chuột mày một đi. Lót chuột này gì đéo gì. Đéo có sự chắc chắn gì cả. Mày chạy đâu? Ôi thôi địt con mẹ nó. Chấm máu nữa kìa. Chết em ơi, đây. Mẹ. Cày vãi lùn. Địt con mẹ chết rồi, nghịch ngu rồi. Chơi đi, bạn chơi đi. Thank you.
Trời ơi, tuổi lồn. Ngoài phút à. Ôi, đéo đến. Tôi bắt đầu đấy. Sao thế nhở? Nó hành tao liên tục. Em Thank you.
Đi về đây anh xuống rồi nhá, chạy ra cái bụi này. Được rồi, chơi nhá, à chơi. Đi con mẹ mày, tốc biến rồi. Tốc biến cái cây như này. Bắn đây, bắn chung thằng này. 3, 2. Ôi. Thôi, đéo tốc biến được, địt con mẹ. Những cái bẫy đằng kia tốc biến là sống mẹ. Căn ke chuẩn vãi luôn. Ui giời ơi. Chết rồi. Lốc hai thằng. Ngon. Giết luôn, giết luôn. Tốt. Mẹ sinh ra bốn láo lắm, sọc mình sút chết nghe. Dừng sạch thế. Chúng ta lấy ra bên kia mà bị à thằng tốt cho thằng Hazik ăn sạch cái luôn. Rồi đúng rồi, thằng em nó lưu được, phải làm mình sang. Phải làm mình sang thế. Thì bây giờ cho thằng Yasuo mấy con blue này. Để mình đã mình sang mình KS cho blue. Ui, mất chết. Chạy nhanh làm gì được. Thôi xong, mẹ mày chạy chậm rồi. Thôi. Bắn tên bắn chỗ ấy, lấy chỗ ấy, bắn ở trên đấy hết không?
động đến, cứ động đến, bịt cho mẹ mày chạy đâu, cứ động đến. Mày à mày à, phút trước nghe không phải cho nó sống rồi, nó sắp đứng ở bố mày. Ô coi ngáo đấy, ngáo hả? Ngáo hả? Tối ui chà chà, ok ok mày á. Chết rồi, chết động, chết động, chết động, chết động, chết bà bị ủi, ôi sợt mặt. Chết mèo ơi. Ôi, mẹ. Ô thể cho nó mình bị choáng luôn. Nó lồn. Bắn thông tin luôn trước đi, thằng AD nói. Đưa thằng Hà Dích ấy, thằng Hà Dích. Mẹ à mày là. Trời ơi, bắn nhiều được mẹ. Đau cái lồn. Ô, rồng kìa. Đáng lòng thanh niên rồng cổ chết.
complicado. Ui, vãi lùn. Bị phục kích rồi. Ui vịt con mẹ, tôi nhảy nhanh thế, giật cả mình. Tốc biến đéo kịp, vịt mẹ mình vẫn phản xạ với tốc biến mà đéo kịp. Vịt mẹ nhanh thật. Nó có mắt đấy, vịt mẹ nhảy phát, kinh quá. Thằng điên, vịt con mẹ tôi mất tốc biến. Đang nhảy vớ vẩn, tôi mất tốc biến rất tay rồi. Vào rừng nhá, anh đây rồi, anh làm ở trong rừng rồi. Em vào lũ rồi. Chạy hộ bố mấy cái, chạy hộ bố mấy cái, chạy hộ bố mấy cái. Thôi thôi đi mẹ lôn bây giờ anh đâu đấy. Mẹ đang đưa gà đánh nhau á. Mình chưa có đồ kháng phép gì. Ê
À, Kha Dĩnh là 16 cơ. Anh đã sẵn nó còn rồng nữa dàn đường anh, nhưng mà tự nhiên thằng Vega thấy mình vất thì bị ăn chói. Ui Khá Dĩnh kìa. Sợ nó chết rồi. Thế là nó xuống này. Mày con mẹ mày. Sinh ra rồng mày lên tốt. Bú lồn à? Trời ơi. Đẹp không? Ôi thôi, ấm nhầm rồi, mẹ đang định lừa nó, tốc biến nó làm trước. Ôi, nó máu tụt vãi lồn luôn. Ừ.
đuổi ra khỏi nhà đi cho mẹ đau nhỉ. Đuổi các ta ra khỏi nhà. Bắn chết đấy. Ui. Ui, đéo chạy được. Đéo có thể được. À, kinh, lướt cóc kinh. Ngu rồi, lướt à. Lướt, lướt. Ok, bốc hơi. Và bước kinh dương. Cô tiêu anh có đồ dẫn phái rồi một món đồ thật là vãi lồn. Ô thôi. Giết AD, giết AD đúng rồi, hay. Thằng này nữa, thằng này, địt mẹ thằng lồn này, thằng lồn này. Giết rồi, hay quá. Giết tôn thằng này, đẩy nhà đi, cắt thang. Phê trụ. Để cao đất này. Nên khá dích 5 giây nữa ra đấy.
đi rồi, đi đầu này. Có mắt này rồi. Đứng chạy bụi này, có mắt đấy. Ôi. Ôi thôi, đốc kia. Con mẹ nó kịp đồng hồ cát vãi luôn. Nó kịp đồng hồ cát biết không. Để tôm anh à, nó bị lộn, nó cứng thế. Nó nhảy nó vồ lên kinh nhỉ. Bữa thằng xin ra xuống nó chọc chết.